Rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem phần bảo trợ thương mại vừa qua. Tiếp nối cập nhật sẽ là tin tức liên quan đến tình hình tại Hy Lạp. Vụ thu hoạch hạt dẻ của Hy Lạp là nạn nhân mới nhất của tình trạng hạn hán và nắng nóng. Khi đang lục lọi những chiếc lá mùa thu rụng trong vườn cây ăn quả của mình, người nông dân Hy Lạp là Anastis Atinis đã tìm thấy những quả dẻ nứt phù hợp để thu hoạch, nhưng hầu hết vẫn còn nguyên vẹn và không thể sử dụng được sau nhiều tháng nắng nóng và hạn hán. Ông Atinis cho biết như sau. Ông không nhớ điều này đã từng xảy ra trước đây. Ông là người sản xuất hạt dẻ thế hệ thứ 3 tại ngôi làng Chios của miền Trung Hy Lạp, nơi những công nhân từng thu hoạch khoảng 500 tấn hạt dẻ trong mỗi năm. Và giờ đây chỉ có thể thu hoạch được từ 40 cho đến 50 tấn, giảm đi 90% sản lượng của năm nay. Ông chia sẻ, đã gần đến cuối mùa thu hoạch và hạt dẻ vẫn còn trên cây, chúng tôi không để hạt dẻ rụng. Theo George Nanos, giáo sư ngành trồng trọt tại Đại học Thessaly, thì vụ thu hoạch hạt dẻ ở Hy Lạp, một trong những quốc gia sản xuất hạt dẻ lớn nhất trên thế giới, dự kiến sẽ giảm xuống còn 15.000 tấn vào năm 2024 do thời tiết khắc nghiệt, con số chỉ bằng một nửa mức trung bình 10 năm. Sự sụt giảm này diễn ra sau mùa đông và mùa hè ấm nhất từng được ghi nhận tại Hy Lạp và là dấu hiệu mới nhất về tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng trên khắp miền Nam Âu Châu. Công tố viên Los Angeles tìm kiếm bản án mới cho anh em nhà Menezes trong vụ giết người cha mẹ năm 1989. Một công tố viên ở Los Angeles cho biết vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 10 rằng ông đang yêu cầu tòa án tuyên án lại Eric và Lay Menezes sau khi họ đã ngồi tù 34 năm vì tội giết chết cha mẹ bằng súng, sau khi có bằng chứng mới cho thấy là họ đã bị cha mình xâm hại tình dục trong nhiều năm. Khuyến nghị này nêu ra khả năng là hai anh em sẽ được ân xá. Biện pháp quận Los Angeles George Gascon phát biểu tại một cuộc họp báo, ông sẽ đề xuất xóa bỏ bản án tù chung thân của họ và thay thế bằng bản án từ 50 năm tù đến chung thân. Nhưng cả hai sẽ đủ điều kiện được ân xá vì còn quá trẻ vào thời điểm xảy ra vụ giết người. Hai anh em Menendez hiện 56 và 53 tuổi đã bị kết án sau phiên tòa thứ hai trong số hai phiên tòa được công khai rộng rãi đã thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ vào thời điểm đó vì sự giàu có và đặc quyền của họ với tư cách là con trai của một giám đốc điều hành công ty thu âm và ngành giải trí. Jose Menendez bị bắn vào sau đầu và Kitty Menendez bị bắn 15 phát tại nhà riêng của họ ở Beverly Hills. Khi đó thì Lawyer 21 tuổi và Eric là 18 tuổi. Tin tức liên quan đến tình hình tại Việt Nam. Việt Nam xuất cảng sầu riêng kỷ lục đạt hơn 3 tỷ đô la trong 10 tháng. Giới chức tại Việt Nam vừa báo cáo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng chỉ trong 10 tháng đầu năm nay đạt mức kỷ lục là hơn 3 tỷ đô la, chiếm gần một nửa toàn bộ kim ngạch xuất khẩu rau củ quả trong nước, trích dẫn tin tức theo truyền thông tại Việt Nam. Trong đó Trung Quốc chiếm gần hết thị trường. Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam được báo giới dẫn lại, con số hơn 3 tỷ đô la xuất khẩu sầu riêng nằm trong số 6,4 tỷ đô la xuất khẩu rau quả nói chung trong 10 tháng đầu năm nay. Để so sánh, trong cả năm 2023, Việt Nam đã xuất cảng tổng cộng 5,7 tỷ đô la các mặt hàng rau củ quả, cũng theo số liệu của Hiệp hội này được ghi nhận. Vào thời điểm đó, nó đã là con số kỷ lục trong lịch sử xuất cảng của Việt Nam. Sau bão Yagi thì miền núi phía Bắc thất thu mùa du lịch tháng 10. Thời điểm này đang là mùa cao điểm du lịch tại khu vực miền núi phía Bắc khi các thửa ruộng bậc thang ở những trung tâm du lịch như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng đang chín vàng rực rỡ. Tuy vậy thì theo nhiều công ty lữ hành và cung cấp dịch vụ du lịch được VOA phỏng vấn thì lượng khách du lịch tìm tới khám phá và thưởng lãm đang rất thưa thớt. Nguyên nhân được cho biết là chủ yếu hậu quả của cơn bão Yagi đầu tháng 9 đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây khó khăn đi lại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến du khách còn e ngại. Bên cạnh đó thì không ít du khách cho biết do việc khai thác du lịch quá mức dẫn tới tình trạng thương mại hóa và bê tông hóa khiến cho họ dần mất đi hứng thú với các điểm du lịch nổi tiếng này. Anh Nguyễn Hoàng Linh là một dân chơi mô tô phân khối lớn và cũng là một vượt thủ quen mặt ở khu vực miền núi phía Bắc, cho biết mùa thu lúa chín năm nay, anh và nhóm mô tô của mình đã quyết định không đi ngắm lúa chín ở Hoàng Su Phì và Xín Mần của Lào Cai như dự kiến nữa. Vừa mới mưa bão xong, mấy tuần trước anh em đã dự định đi rồi, nhưng toàn thấy sạt lở chết người nên không dám đi nữa, anh Linh cho VOA biết. Tiếp đến sẽ là hình ảnh kỷ niệm 50 năm của Rumble in the Jungle.
Năm thứ 50 năm trước đây, vào ngày 30 tháng 10, Muhammad Ali đã nâng cao vị thế huyền thoại của mình bằng cách đánh bại George Foreman trong Rumble in the Jungle để giành danh hiệu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới lần thứ hai. Ông đã để mất nó một lần nữa, nhưng để lại giành lại nó lần thứ ba vào năm 1978. Rumble được tổ chức tại Kinshasa, khi đó là thủ đô của Zaire và hiện là Cộng hòa Dân chủ Congo, và đã đi vào lịch sử như một trong những sự kiện thể thao vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Trận đấu ban đầu được lên lịch vào ngày 25 tháng 9, nhưng mắt của Foreman đã bị cắt trong quá trình luyện tập, nên trận đấu đã được hoãn cho đến ngày 30 tháng 10. Ali đã giành được danh hiệu vào năm 1964 với tên gọi Cassius Clay khi anh đánh bại Sonny Liston. Sau đó đã để mất nó vào tay của Joey Frazier, người cũng bị Foreman đánh bại. Tại Kinshasa, Ali đã giành được danh hiệu bằng cách hạ gục Foreman ở hiệp thứ 8. Nhà báo thể thao người Congo là Eugene Kabbala đã có mặt tại trận đấu và sau đó ông nhớ lại, Foreman tỏ ra khá nhút nhát khi bước vào sân vận động, trong khi Ali được người hâm mộ chào đón và hét lên rằng hãy giết nhà vô địch. Sau đó Ali đã nói, tôi đã nói với các bạn, tất cả những người chỉ trích tôi đã nói với các bạn rằng tôi là người vĩ đại nhất mọi thời đại khi tôi đánh bại Sonny Liston. Tôi đã nói rằng, ngày nay tôi vẫn là người vĩ đại nhất mọi thời đại và nhiều người đã đồng ý với ý kiến này. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi trưa ngày hôm nay do sứ ngôn viên Minh Đăng và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe, workers comp, retirement account, quỹ về hưu 401k rollover. Quý vị có thể gọi cho BNT Insurance tại khu Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100, South Albany, California 626-999-5865, San Gabriel, California 626-570-0342. Và hiện tại thì quý vị cũng biết là giá cả của về bảo hiểm đang rất leo thang và rất là có nhiều policy không được renew. Quý vị xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance, được tư vấn hoàn toàn miễn phí cho tất cả những hình thức bảo hiểm và tài chính quý vị cần trong cuộc sống. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa tại đây và kính chúc cho quý vị có một buổi trưa vô lượng an lạc.